Xin chào các bạn đến với chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty Takeo. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy cắt cá Takeo TK17. Chiếc máy này sử dụng để cắt các loại cá dùng làm thức ăn cho thủy hải sản. Máy có cấu tạo 17 lưỡi dao cắt, motor điện 1 pha 220V, 3kW 4HP, tốc độ không tải 1450 vòng trên phút, khung máy được làm hoàn toàn từ inox chống rỉ sét. Máy có thể đạt công suất 200-300kg/h. Lưu ý kích thước cá khuyên dùng chỉ từ 1 găng tay trở xuống sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất, không để các vật cứng, nhọn rơi vào máy khi đang hoạt động. Sử dụng máy trên nền đất bằng và có nguồn điện ổn định. Ngoài ra máy còn có thể thái được các loại rau để trộn kèm với thức ăn vật nuôi như rau muống, rau lang và các loại quả như sung và táo mèo để chế biến các loại thực phẩm khác nhau. Sau khi đã hoàn tất quá trình sử dụng, ta có thể đổ nước trực tiếp vào thùng làm việc của máy khi còn đang hoạt động để vệ sinh. Nhưng lưu ý đừng để nước ảnh hưởng đến motor của máy,